Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng khi chính người cha, người mẹ ra tay sát hại con cái của mình rồi làm điều dại dột. Mới đây ngày 15 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một người phụ nữ đã ra tay với đứa con trai mới sinh chỉ được 2 tháng khiến bé tử vong tại chỗ, gây xôn xao cho dư luận. Được biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã cử lực lượng đến thăm khám hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để điều tra về nguyên nhân vụ việc. Cụ thể sáng ngày 15 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với công an thành phố Phan Thiết, các đội nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Và khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 9, gia đình nghe trong phòng ngủ của chị NTNQ, sinh năm 1986, trú tại xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết phát ra tiếng cười lạ, thấy bất thường nên người nhà vào kiểm tra thì phát hiện bé trai con của chị Quy đã tử vong với vết thương trên cổ lúc này chị quy cũng có vết thương ở cổ tay nên người nhà nhanh chóng đưa chị quy đi bệnh viện theo người nhà chị quy có biểu hiện bị trầm cảm sau khi sinh ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố phan thiết đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên công an tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân vụ việc lực lượng chức năng đã thu giữ được một con dao trong phòng ngủ của chị quy theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trầm cảm là căn bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới và đứng thứ hai trong gánh nặng bệnh lý toàn cầu, chỉ sau bệnh lý mạch vành. Trong đó, trầm cảm sau sinh ngày càng được ghi nhận ở nhiều phụ nữ và là quả bom khó nhận biết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Để tháo gỡ tình trạng này, trước hết là người chồng, người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cần thường xuyên quan tâm đến các bà mẹ bỉm sữa, chia sẻ bớt áp lực cho họ. Ngay khi phát hiện, cần phải đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế có đủ chuyên môn để được thăm khám và điều trị kịp thời hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật